À, hồi nãy á, Xu Hào có học mà không? Không. Sao Nó vậy? còn nó không học ngoan á, mà nó còn dám trốn con. Không, lý do con chưa có học á là tại vì á, khi Xu Hào nó tắt, nó ở trong nó nơi trời luôn, không À. gọi con là nó học xong rồi. À vậy á hả? Ủa, kiểm tra nó. Ừ. Trời vậy không cho anh hai học ha. Ừ. Xem mình ha. Hôm nay xem mình có hứa với bố học ngoan không? Ừ. Con nói gì? Từ nay về sau con học trước nè. À từ sau từ nay về sau con học trước hả? Con không biết con có được học trước. Rồi, anh đã học bài chưa? Ừ. Anh xem mình học bài chưa? Sao 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 vậy? Sao vậy? Gì vậy? Bà giết hết rồi. Ừ. Quên, cục game luôn Ừ. Ok. We continue our lesson. Let's see. Look at this one. I shared this one with you. Make this one. I share your lesson here. Now, get this. Hôm nay con ở nhà con làm gì? Dạ con làm gì hả? Chẳng có làm gì cả. Con không làm gì. Không làm gì Con luôn. không làm ngoài học. Có coi tivi, chút phí không học cho chơi game. Ừ. Bố ai cho điện thoại của mình cho mình chơi game. Muốn Sao học là bố chơi game. Now I will share this one with you. Why I can care here? Maybe you can. Con bẻ gãy cái giết này cho Ôi, gì vậy? Tự nhiên bẻ gãy cái bít không? nhưng mà cô tin con bẻ gãy hay giết rồi Không. cô Bẻ không gãy rồi cô lấy không về tin bằng bít. Tin, tin, tin. Bẻ gãy rồi lấy bây về. giờ mà bây giờ cô mà không tin con á là con bẻ gãy giết thiệt nè. Thôi, tin. Now here. This is your lesson about letter I. Now, Hey, taking cơ quan time. có làm hình đi để cây cơ làm hình gì ta Now, có what làm can you see? yeah it's a hot dog Good. Rồi, từ cuối cùng hamburger là gì ta? ha ở không phải gì ta hammer. Yes, very good. Hôm nay xem mình giỏi quá ha. Now, this one, nó sẽ có Nhưng là con gì? nói rồi cô làm hình cho con coi hipper ha nhưng mà hình như hôm qua con chưa có giết không ông Ừ, một ông á hả? nhưng mà cô làm hình cho con đi Làm hình gì? làm hình nào Tí cũng nữa đi, chứ bây giờ làm đang xe cái này là không có làm được, không có gửi vậy được. cô Phải thấy con này con sao bỏ nằm trên mặt à, con làm được chứ, nhưng mà cô phải thoát ra cái này cô mới làm được hay sao? không phải hình như Không ta. hôm qua cô làm đó Cô phải thoát cái này ra cô mới làm được nè. Ví dụ cô phải thoát giày ra cô mới làm được. Good job. Here. nhưng cô nhìn cô rồng của sao này cô thấy dũng mãnh hơn. À, vô vô học lại đi, sao con không làm nữa đâu. Ok. Nhưng mà làm được cho con hết. Here.
Bây giờ con ngắt nối kết nối âm thanh ấy của cô rồi, như con không nghe thấy cô. Cô không nghe thấy. Đó. Con sẽ có hippo heart. Rồi gì? Hippo heart. Honey. Mật ong. Con ghi từ đó vào. Con ghi từ đó vào. Honey. Trời ơi, giúp mình giúp mật ai rồi, giúp mình giúp mày. Honey. Rồi, con giúp anh này rồi đó. Ê, chờ con chút. Mật ong đúng không? Yes. Đây đi tiếng Việt vô. Honey. Honey là mật ong. Do you like honey? Con có thích ăn honey không? Không. Không hả? Ừ. Nó chua ngon. Nó chua. Cái gì ngọt chứ sao mà chua? Mật ong mà chua. Nhưng con có thích ăn mật ong. Ừ. Đồ ngọt. À, đồ ngọt, con đâu có thích ăn đồ ngọt. Biết con thích ăn đồ gì? Con thích ăn đồ chiên hả? Mặn. À, đồ mặn hả? Ok. Bánh mặn. À. Now, next. Mình xem tiếp tục mình có gì ha. Now, next. Hôm nay mình học. Okay. Now, which one do you choose? Red, pink, yellow, or green? Red, green, green. Yay! Con biết không? Cái này con biết đâu. Cái này là... cái này nó hiện lên cái chữ luôn rồi. Pink. Đây đó. Thôi con. Pink. 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 Cô nói gì? Ink, cái chữ là ink là hũ mực á, lọ mực á. Ủa, ủa con có biết sao? Mực cái máy không? Mà để... vô chỗ. Ừ? Lọ mực mà để cái lá rồi. Cái đó thì viết đó. Thì viết đó. Thì viết bỏ lên đó. Sao thấy lá vậy? Hả? Ở dưới là cái ngòi để cắm á. Cô cũng không biết nữa. Ink. Ok. Rồi tiếp theo nha, mình qua hình tiếp theo ha. Ố, sao tự nhiên nó. À. Nào next, mình xem hình tiếp theo nè. Ink, ink, con viết vào đi. Ink. Hôm nay mình sẽ học letter I. Còn trước khi con viết cái đó, thì con viết cái chữ này vào đã nè. I. I. Letter I. Ai đó. Bây giờ con viết lại gì? Ừ? Học mật. Bây giờ con viết học mật tích thôi vậy. In hả? Ink. Con sẽ có là ink. Họ mật. Lọ mật hay là họ mật? Lọ chứ ai mà họ mật. Lọ mực. Ok. Hot dog, hamburger, hammer, hippo. Cái gì? Bây giờ con qua letter I rồi đó. Con qua letter I, con qua một cái chữ cái khác rồi. Thì con phải viết cách ra, thì con đừng có viết chung vào. Con viết chung vào làm sao? Sao được? Ấy, giờ con biết cách ra chưa? Con nói bà ngoại lấy cái thước giùm cho con. Con tự lấy chứ sao con lại ghê kêu bà ngoại lấy nữa? Thank you.
cái thứ gì? Kakaka. Kakaka. Cái thứ này. Rồi, ok, con viết chưa nào? Ink. Theo nha. Mình coi hình tiếp theo mình có gì hả? Xong chưa? Chờ chưa? Để chưa quên. Do another. Now, next Simon. Which color do you choose? Which color do you choose now, Simon? Con xong chưa? Con đang làm gì vậy? Simon. Có từ chút xíu mà con vẽ viết gì lâu vậy? Rồi đó con. Không, con viết anh rồi chưa? Ink. Next, mình có cái gì đây? Mình có cái gì đây ta? Con chưa viết chữ anh luôn. Mình có cái gì? Thì con cứ viết cho xong đi, cô đợi con. Con chưa xong thì con nói cô đợi. Con còn kẻ mà. Rồi sao mà? Để con sắp đặt ra. Hôm nay con sẽ... Đây, ào này. Hôm nay là ngày màu xanh được ạ. Thì đây con sẽ giúp màu xanh. Now next. Now to the next picture. Which color do you choose? Now, màu tiếp theo con chọn cái nào? Con chọn màu đỏ rồi vậy. Red? You choose red? Yes, sir. Oh, what is this? Yes, I don't know. Maybe a woman? No, I don't know. Cái này là con biết là phụ nữ. À. Không biết là phụ nữ này. Now, the next color. Con chọn màu tiếp theo đi. Chọn màu tiếp theo xem. Yellow. Green. Oh, I don't know this one. I know. Hey, có biết cái dân tộc nào á, cái người gì mà có cái dấu chấm ở đây không? Ở trên trán nè. Không, con tự suy nghĩ được. Thì ta nhớ rồi. Nhớ coi. Nước ngoài. Ở nước ngoài đó. Người gì ta? Người gì mà có cái chấm ở trên ta? Nó có tên là... con không nhớ Xem thử. Nào, mình sẽ có là Indian là người Ấn Độ đó. Indian. À, con cũng nhớ là con nhớ người này ở đâu. Hình như con đã từng thấy người này ở sân chơi rồi. À, vậy luôn. Con thấy lúc mà bà ngoại dẫn con đi chơi á, con thấy người Ấn Độ. À, Indian, con viết vào đi nào. Indian. Indian. Indian, người dân tộc gì? Người Ấn Độ. Indian. Bây giờ okay. Nhạc của con. Cái gì?
Now next, which color do you choose? Con chọn màu nào nào? Which color? Which color? Red. This one? Oh no. It's different. Con chọn màu vàng đi. Red, yellow. Oh. Ah. Bọ hung. À, con bọ hung hả? Let's see. Insect. Ah. You have this word. Insect. Con bọ hung. Insect. Insect là con côn trùng á, thì con sẽ có từ insect. Con viết vào cái nào? Insect. Côn trùng nữa. Insect. Insect. Ê, có gì chứ? Bò, con bò. Con bọ, con côn trùng á, insect. Con Now next, what letter is this? Đây là chữ cái gì nè? Con sẽ có chữ I, letter I. Here, interesting insect. Nào con đọc theo cô nào, interesting insect. Interesting insect. Okay, here letter I is a insect. It's an insect. Interesting insect. Now let's sing about letter I. Now sing along. I. Learn about letter. The letter I. This is a capital I. This is a lowercase I. We know how the I looks now. Let's make the letter I sound. You have thôi con nghe hết đi nào. Igloo. Internet. I is for. Sao con? Cô lại cái igloo kia đi. Igloo hả? Igloo. Here. Con không thấy rõ. Here. Cô dừng chỗ đó nha, dừng lại. Okay. Insect. Con làm gì? Igloo. Cái nhà này là ở nhà, cái nhà ở hả? Hay cô cũng không biết, mà cái này là ở mấy cái vùng lạnh á thì người ta xây cái nhà vậy nè. Theo. Igloo. Cái bàn phím. Tiếp theo. Ok. Internet chờ con chút nha. Internet. Con có biết internet không? Do you know internet? Con đặt tên cho cái igloo là nhà băng nha. Đúng rồi đó. Nhà băng hả? Nhà ở trên băng hả? Internet hả? Internet. Hãy
Rồi con qua. À chú chờ con máy tính đúng không? Internet là cái gì hà? Internet là internet thôi chứ đâu phải máy tính đâu Simon. Internet. Mạng đúng không? Đúng rồi, mạng. Internet. Sao nữa cơ? Ok. Internet, I use for ink. Con biết rồi đó. I use for injury. Injury là bị thương đó. Injury. Injury. Bị thương đó. Chờ con một cái. Đó là bị thương hả? Sao nữa? Tiếp theo. I is for imagination. 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 Cái từ này dài nè, imagination là sự tưởng tượng đó, tưởng tượng. Imagination. Oh no. Ơi. Con đợi cô xíu, cô xe lại, cô xe lại, từ từ. Yeah. Nó mất tiêu rồi. This way, con đợi cô xíu, cô kiếm lại đã. Sorry. Cô, bây giờ cô muốn tiền, con cho tiền. Gì vậy? Con đâu có tiền, con ở đâu mà con có tiền? Có sao không có? Nè, ha ha ha. I is for injury. I is for imagination. Con nhớ tới đâu ta? Imagination. Oh my god. Ê, đó là gì? Tưởng tượng hả? Xong rồi, xong rồi. Nhưng mà cứ muốn giết nó đi. Con bây giờ con chỉ muốn chơi trò chơi thôi. Bây giờ con chỉ muốn chơi trò chơi thôi. Sao cô không thấy con? Ok, here. Mình xem tiếp nha. Trò chơi hả? Muốn chơi trò chơi hả? The letter I sound. I, letter I. Your turn. Your turn. E, e, e. E, 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 e. E, I, letter I. We say E. Okay. This one. Cái này con biết rồi nè. How to write letter E? Cái này con biết rồi đúng không? Cái này con sẽ có capital letter E. Rồi còn cái này là chữ Y thường nè. Lower E. Cái này dễ rồi. Con biết viết sao rồi đúng không? Now E is for. Nào con nói cho cô nghe is for cái gì ta? For. For hồi nãy mình đọc rồi. Hồi nãy mình đọc rồi đó. For gì? For. Ink. Ink.
Okay. Ink. Indian. Indian. Now, con đọc theo cô nào. Indian. Yeah, Indian. Insect. Insect. Now, insect. Insect. Con đang làm gì vậy, Simon? Tiếp theo, con sẽ có là igloo. Igloo. Ê, con có từ này mới nữa nè. Island. Island. Là cái gì? Cái gì đây, Simon? Cái hòn đảo á. Cái hòn đảo thì con có từ island. Con ghi vào đi. Island. 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 Con ghi chưa? Island. Cô thấy, có thấy cái tin nhắn của con? Nhắn tin gì nữa? Sao cô đâu thấy ta? Sao giờ thấy được? Thấy gì hả? Không thấy. Dạ, để nó nhắn lại. Ờ, đâu? Đâu có thấy đâu. Mà con học tiếp đi chứ con nhắn nhủ gì. Được chưa con? Dạ. Tôi học đi chứ giờ này nhắn gì con? Tí nữa học xong rồi nhắn. Không thấy. Cô không thấy thì à? Ok, từ từ cô thấy rồi. Con học xong cái chỗ này đi rồi mình chơi. Nào. Y rồi con có từ island. Island. Igloo. Igloo nè. Island. Island. And ice cream. Ice cream. Con viết hai từ này vào vở đi. Iceland với từ ice cream. Được rồi. Con viết ngay là băng nữa mà. Island. Vỡ cái bức tượng băng này. Vẽ luôn. Bằng hai đứa trẻ. Giờ con cãi nha. Ok. Ok, rồi con ghi chữ ice cream chưa? Ice cream. Ice cream. Hai cái luôn. Rồi con ghi hai cái rồi hả? Hai từ luôn rồi hả? No. What don't you like? I don't like. Hôm sau mình học cái này ha. We stop here and we look to see. Daytime. We played this one. Here. But, oh. Cô biết con đang làm. Fill in the blanks by I or E. I, big I or small I. Cô có biết rồi. Lấy chấm chớp nhắc là hết rồi nha. Rồi bây giờ nè. Bây giờ con sẽ điền cái từ nào đây. Ví dụ như từ đầu tiên á là I'm a. Ừ, cái đầu tiên con sẽ chọn gì đây? Simon. Con đừng có ghi. Sao con chẳng thấy cái gì á? Con chẳng thấy
ngoài con bò không biết cái miêu hết á. Ủa sao kỳ vậy ta? Để cô xe lại nha. Sao ấy? Chắc là nó bị lỗi gì rồi ta. Ủa hay là do con? Cô vẫn xe bình thường đó Simon ạ. Bây giờ con mới bình thường đó nhỉ. Vậy là con quá rồi đó. Được, bây giờ con thấy chưa? Bây giờ đây nè. Bây giờ con sẽ điền cái gì? Bây giờ con điền cái chữ cho... y chữ y hoa hay là chữ y thường nè. Tiền nghe kha kha kha. Cái đầu tiên con sẽ điền. Cái đầu tiên con điền đi. Milk. Milk hả? Không, cái chữ y mà, y mà, cái tên y mà thì con sẽ điền cái gì đã kìa. À, con trùng trước nha, con thích con trùng chơi, con làm con trùng trước. Insect. Ok, rồi từ milk con sẽ điền cái nào? Milk hả? Milk. Milk. Từ milk không điền cái nào? Ủa sao không có từ miêu trong này ta? Hồi nãy từ miêu chưa học đó, thì bây giờ con nhìn vô đây đi. Nếu là chữ miêu theo con sẽ điền cái chữ chữ y hoa hay là chữ y thường? Y thường. Hả? Y thường đúng không? Đúng rồi. Now the first one, cái đầu tiên con điền cái gì nè? Thì tất nhiên là điền chữ này rồi. Phải là chữ này nè. Let's see, let's look at the answer. Here, I'm a chữ đọc milk and insect. Tại vì cái này là tên riêng nè. Cái này là tên riêng thì mình phải viết hoa cái chữ của người. Nhưng mà cô không nói cô. Cô. Nhưng mà con viết đúng rồi. Con viết đúng rồi. Con viết đúng hai từ kia rồi đó. Now next. Không, bây giờ cô gái con viết đúng rồi. À, con viết chữ y nó lớn hơn đó hả? Ok, I understand. Nào, rồi vậy là con đúng không? Tiếp theo, bây giờ con chọn cái từ nào là igloo nào? À, cái này là cái gì? Igloo hay là island? Cái này là igloo hay island? Which one do you choose? Con chọn cái nào? Vô nhì. Con chọn cái này gì? Igloo? This one? Igloo here. Let's see. Yeah, did it. Igloo here. Next nha. Now, ice cream or Indian? Con sẽ chọn ice cream hay là Indian? Con chọn nào là cái đó là Indian ice cream. Oh, you choose ice cream. Let's see. Đúng không nha? Yes, you did it. Now, next. Đâu có bấm đâu. Bee or insect? Con chọn cái nào? Insect. Okay, see. Yes, good. Fantastic. Now, next. Indian or Italian? Italian là người Ý đó. Italian or Indian? Con chọn cái nào? Con chọn cái nào đó? Con quanh tròn cái bên kia. Okay, I see. Indian. You have Indian. Good job. Now, next. Hey, rồi cái này con chọn chữ nào đây? Cái này con chọn chữ nào? Thì chữ bên xóa này. Bên nè. Cô xóa đi cho dễ làm. Bên này, cô bấm bên này. Rồi. This one. Okay, choose it. Let's see. Yes, you did it. Good job. Now, next. What can you see? What can you see here, Simon? What can you see here? Thôi, hôm sau mình học cái này thì mình chơi hả? Mình chơi một cái trò khác nha. Rồi, bây giờ cô sẽ share con cái game khác nè. Okay.
Các chị em tìm đồ vật khác nhau đi. Các chị nhắc em đó. Ok, bây giờ cô sẽ share với con cái game ha. Stop this one and I find the game for you. Gì vậy? Cô hát bài hay dù đi. Cái ông ở trên TV ông hát hay dù gì đó. Cô hay chú coi. Hay chú á hả? Hay chùn á hả? Con thích bài đó hả? Vậy là cô thử hát đi. Ông hát. Cô có biết hát bài đó đâu. Cô hát dở lắm. Vậy hả? Hay dù Su Hào hát hay nhất cái bài luôn. À, Su Hào hả? Hay dù ta. Cô thử hát cái đợt đầu. Nhưng mà hôm bữa con làm cái này rồi. Để cô xem. Con đợi cô xíu nha. Cô sẽ cho con. Được rồi. Khư. Đây là cuộc họp. Chủ đề. Cô Trang ơi. Bây giờ có phải con đã liên hệ các bước của cô Trang rồi bây giờ xong rồi đây rồi mà ok now phải here I saw this one. Để biết cái gì cô xem với con nha. Ủa sao con thấy hai cô chị Trang ta khác lạ. Yeah. Now I said this one with you. You see it? Can you see? Now the first one, five difference. Okay. Now let's look at this one. What time? Bây giờ con biết rồi chứ. Nào. Quick. Nhanh lên Simon. Đó chờ con chút cô dừng đi, cô dừng đi, cô dừng nha. À, táo màu xanh. Táo màu cam. Hai bánh xe. Một bánh xe. Mới chớp mắt đã tìm 3 điểm. Mới có mấy giây thôi đúng không cô? Rồi con có tìm 5 điểm lận đó. À 3, con tìm ra 3 điểm rồi đúng không? 4 điểm. 4 điểm hả? Đúng không? 4 điểm. 5 điểm. Thấy rồi nè. Yeah. Let's see. I don't know. Phải chơi không? Ê. Tìm thử nha. Rồi đúng không? Ê, con chưa có cái này nữa nè. Phải chơi là con làm xong giờ. Mấy giây? Hả hồi nãy hả 4 giây. 4 giây hả? Now the answer one. Now con nhìn nè, number one nè, con sao con không có cái điểm này? Number two con đúng. Ủa? Number three. À đó hả? Yes, you right. To the next. Mình tới cái tiếp theo nha. Number two Simon. Con thấy cái này hơi bị khó nha. À, cái tận này. Con ý để lớp bàn nói gì. À, cái chân này, ha, chân này. Còn cái này chạy nhảy qua đây. À, đúng không? I see. Anything else too? Three. Answer. Được chưa? Xong chưa? Mấy điểm con? 5 điểm, 5 điểm khác nhau, 5 điểm. Khó khè, 5 điểm thì hơi khó khó. À, cái này với cái này chờ con chút nha. Ừ, 4. Nhưng sao có 5 điểm này khó, sao người ta có... À, dễ. Rồi, xem. Let's see the answer.
One, two, three, four, five. Oh, the same with you. À, con có giống câu trả lời giống người ta luôn ha. Now, next. Giống luôn. To the next picture. Now, puzzle number three. Chút xe này con thấy hơi khó khó khó. Ơi cô chút xe này hơi khó khó, cô dần nha con. Thì con cứ làm đi, cô nghĩ là con làm được đó, con làm đi nhanh. Ê, con nghĩ cái này là đậu. Cô, cái này người ta kêu làm cái gì? Mấy cái? Năm. Five. Con gì? Được three. Hai điểm. Two rồi. À, cái này không thôi ha. Anh nói con tìm được 3 điểm rồi nha cô. Answer, the answer. Rồi con tìm được 3 điểm rồi nhanh lên. Three. Cô, 3 điểm. 3 điểm rồi. Ừ. 3 điểm nhanh lên. 3 điểm hơi khó khó. 3. 3 điểm. Ôi mất. Cũng này được 3 điểm rồi sao mấy điểm cũng khó thế nhỉ? Cô có điểm nào cô chỉ cho con được không? Cô cũng thấy luôn á, cô cũng có thấy 3 điểm giống con à. Vậy thôi, tôi hiểu thôi. See the answer. 3, oh, here, Simon. Mình không nhìn ra được cái điểm này nè, Simon. Đâu lại? Cái điểm này. Điểm đó. Answer. 1, 2, 3, 4. Ủa, điểm đâu? Tính á. Ủa sao cái này nó có gì đâu khác nhau ta? Cái bánh xe nó có gì đâu khác nhau? À, biết con hiểu rồi. Cái này nó xoay khác. Nó xoay hình khác. Nó xoay ngược. Đây đã con coi rồi. Ủa, khác nhau thiệt đó cô ơi. Cái này nó gặp như thế này. Còn cái này nó chéo này. Ok. À, cô thấy rồi. Now next. The next picture. Puzzle number 4. Buzzy. Cái này có nè. Cái này mới thật sự có với con. Con này không có xanh. Con này có xanh. Cô chờ con nha, để con tìm chứ con hơi cái khó đố với con được đấy cô. Con mới tìm được điểm chút thì quên. Look at this carefully. Ở trên đây không có đám mây. Yes. Còn chắc cái cành cây có cái gì đó. Ui, con chim. Thì con chim thân lửa chứ gì. Đi con này đúng. Dạ con cỏ kìa. Cái con này con cỏ không có. Khó thế nhỉ. Con để ý rồi đó. Cái mỏ của con cỏ này hình như nó bự hơn con này. À, ok, I see. I understand. Cái này tìm 5 điểm được cái. Trời ơi mà. Giờ đây con chọn cái mỏ này để chị nhưng mà nó cũng ơi nhưng mà cô hình như cái hình này nó khó nhất trên gian để luôn mình xem nha quá ba mươi xem đi cô. Bỏ vào. Or the answer. Now look the answer. Con xem nha. One. Con chọn. Nó còn có cái bụi cỏ chỗ này nữa nè, Simon.
Ủa sao cái cây chỗ này nó khác? Cái cây chỗ đó nó khác cái gì? À con biết rồi, cái cây trên này nó có cái này, còn cái này không có. Ok. The same. Yes, why? Here, and the last picture. Phần cuối nha. Puzzle number five. Đây. Ờ, biết ngay là khó nhất. Ôi cô dần nha. Cô biết. Đó, cứ làm đi. Cô dần. Chết buồn. Ê, dễ chỗ này. Cái chỗ đầu tiên là đã biết rồi. Ôi, cô chờ. Ủa sao cô thấy giống nhau mà? À, cô thấy rồi. Ôi, cô dừng nha. Cô dừng rồi đó. Con cũng phải tìm màu nữa. À, cái này sai nhỉ? Cái này không giống. Cái cây nhỏ này không giống gì. Chờ con nha. Con chọn cái cây nhỏ này không giống. Chắc chắn không giống. Tí nữa nhìn thấy nó giống vậy. Không. Không giống. Màu á. À màu á hả? Ờ. Màu ok. Màu nâu. Nâu kém. Màu nâu mà bên này lại là màu nâu chết của xanh lá. Là sao? Ok. Tìm chút kỹ. Tìm một ngoái điểm ba. Tìm. Hai điểm mà. Tìm vô con gấu á. Sao nó khó ta nhờ? À, con gấu này không có đuôi. Ok. À, con nhìn ra một điểm mà nó cái hộp quà Simon. Hộp này hả? À, thấy rồi, cái điểm này nó nhỏ. Nó đậm hơn cái điểm này. Mấy điểm rồi? À, 4 điểm rồi. 4 điểm rồi. Bốn điểm. Cái đó là cô chỉ con ấy nhá. Bốn điểm nhá. Bốn điểm gì nhá. Còn điểm nhá. À, là cần cái nhỏ bên này nữa. Kha kha kha. Rồi, bấm đi cô, bấm vào. Ok. See the answer. One. Ủa sao cái tai này nữa nè, cái tai này nó khác nhau gì Simon? Cái tai đó hả? Cái vòng tròn khác hả? Hình như á, là tại vì cái tai đó nó... Rồi cô không tìm hiểu rõ. Con không rõ. Cái hình này khó quá ha. Ok, we stop here. Con phải tìm hiểu là mình tìm được mấy điểm. Con tìm được 5 điểm. Cái điểm này không khác không ta? Ờ, cái điểm này không phải. Yeah. Cái ổ cái này, à cái này nó chỉ ra ngoài, còn cái này nó quay vô. Mình mới làm 4 điểm rồi. Ok. Mình dừng ở đây nha. We stop here and see you next time. Con về con nhớ học cái con nhớ học cái letter I nha. Ok, bye bye.